Hôm nay mình sẽ unbox chiếc xe Ado A26S XE và phiên bản màu xanh, phiên bản giới hạn của dòng xe Ado A26S XE này. Và mình sẽ khui hộp nó. Đây là chiếc xe đầu tiên tại Việt Nam nhá, màu xanh. Đây. Mình sẽ cắt cái khui siêu luôn. Đấy. Rồi. Ok. Vâng. Đây. Mình sẽ di chuyển mấy cái xốp này sang bên này. Cái hộp của Ado làm khá tốt nhá. Cái hộp này làm khá tốt này. Nhắc nổi nhá. Đây. Wow. Rồi. Rồi. Đây. Trong hộp nó sẽ có thêm tất cả trong hộp nó sẽ có như này và một bộ sạc nữa. Con xe A26S XE này thì nó sẽ có màu xám đen và màu trắng thì bên mình đã là đơn vị phân phối rồi. Còn đây là màu xanh phiên bản đặc biệt. Màu này thì ở Việt Nam nếu mà các bạn mua thì chỉ có bên đơn vị là xe đạp điện trợ lực.vn. Đây là đơn vị mà sẽ phân phối độc quyền cái màu này. Và người ta đã đặt số lượng bên hãng rồi thì cái màu xanh này sẽ được bán độc quyền. Rồi. Là phiên bản giới hạn nhá, nó không có nhiều đâu. Cho xem cái màu xanh này nào. À, con này có một cái bơm. Trong này sẽ có một cái bơm. Đây là cái bơm mini nhá. Ok, cái bơm mini này. Và màu xanh khá là đẹp. Mình sẽ cắt tỉ mỉ hơn để cho đỡ bị xước. Và ai sẽ là người sở hữu chiếc màu xanh này đầu tiên đây? Đây là cái chân trống. Cái chân trống khá là chắc chắn này. Ok nhá, cái chân trống này. Rồi. Hướng dẫn các bạn lắp đặt luôn nhá. Lắp đặt con này thì khá là đơn giản, nó không khó. Bởi vì là tất cả các công đoạn quy trình thì wow, đẹp chưa? Các bạn thấy không ạ? ADECE này, viết tắt của nó là Ado. Và đây là dòng của hãng Ado thiết kế dành riêng cho thị trường Đông Nam Á. Và Việt Nam chúng ta là một trong những thị trường mà hãng Ado sẽ là trọng tâm nhất. Và rất vui là xe đạp điện trợ lực.vn lại là đơn vị đang phân phối nhiều nhất tại Việt Nam về dòng xe Ado này. Ngoài A26S XE thì bên mình đang phân phối rất là nhiều dòng Ado như Ado A20 XE này, xong rồi đến D30C, D30 Line là toàn những cái dòng xe mà đang hot trên thị trường đúng không ạ? Và hôm nay thì khui hộp cùng với các bạn chiếc xe màu xanh quân đội. Màu này không phải màu xanh quân đội, màu này màu xanh rất là đẹp. Mình nhìn ở ngoài gọi là màu xanh gì nhỉ? Xanh này rất là đẹp luôn ạ. Đẹp thật. Đấy, thỉnh thoảng phải có hãng phải ra mắt nhiều cái màu là lạ như này để cho nhiều khách hàng người ta thích màu mè tí chứ, đúng không? Đấy, lắp đặt đơn giản thôi. Đấy, chỉ lắp mỗi cái bánh ở trước cái thế là xong. Đây, mình bóc ra hết rất là khá là lâu. Quả pin nó nằm ở đây. Đây, nút bật nguồn pin nó nằm ở đây này. Bật nguồn pin các bạn bật ở đây này. Đấy, nó ra hiện màu xanh này này. Đây là cái cổng cắm sạc này.
đúng không ạ? Đây là cái chìa khóa này, chìa khóa pin, các bạn phải có cái chìa khóa này thì mới tháo được. Và trong này nó sẽ có hai cái chìa khóa đây, nó treo đây này. Con xe này thì trong sẵn của nó là có gác ba ga rồi và có cái đèn hậu. Đèn hậu này thì các bạn tút cái dây này ra là dùng được. Con này thì động cơ nó là 500W, 500W, và pin của nó thì nếu mà sạc đầy pin, nếu mà các bạn đạt trợ lực ấy là đi được 100 đến 120 cây mới hết pin. Ôi, rất là ok đúng không ạ? Còn nếu mà các bạn vặn ga không thì nó chỉ đi được tầm 50 đến 60 cây thôi. Thì dòng xe này là đi, nếu mà đi vặn ga không thì nó khá là tốn pin, cho nên là không nên, vì nó là xe trợ lực mà. Còn ngoài ra các bạn có thể đạp thường, tức là không vặn ga và không dùng điện, thì các bạn đạp thường thì nó rất là nhẹ. Đây là kiểu dáng của một chiếc xe rất là like với cái xe mini Nhật ngày xưa ấy, thì gọi là nó có một tí classic ở trong này, nó rất là nhìn khá là cổ điển đúng không ạ? Thì các bác hay là các anh các chị mua cho bố mẹ hay là các bạn học sinh cũng rất là ok, bởi vì là cái cách lên xe, cái khung này nó sẽ nằm như này thì các bạn lên xe nó khá là an toàn. Và các bác trung tuổi mua chiếc xe này cũng khá nhiều, đi rất là ok, vừa nhẹ nhàng mà lại rất là hợp đúng không ạ? Ngoài ra thì tốc độ con này nó cho mình limit, tức là nếu mà các bạn đi tốc độ limit con này nó cho mình lên đến tận 45 km/h. Tuy nhiên thì các bạn có thể cài đặt về 30-35 để phù hợp với người sử dụng, tức là gọi là nó có chế độ giới hạn tốc độ ấy, rất là thông minh đúng không ạ? Và cái chiều cao đi con này thì tầm 1m4 cũng đi được, bởi vì là cái cách lên xe nó như này, nó giống như cái xe mini của mình ngày xưa ở nhà mà, nên là không ảnh hưởng về quá nhiều về cái tiêu chuẩn chiều cao. Đấy, lắp đặt thì khá là đơn giản thôi, không có gì khó đâu. Rồi, đây, lắp cái bánh này vào thôi. Xong để lắp cái chân trống với hai cái bàn đạp là xong. Rồi. Kỹ thuật của bên mình thì chỉ cần một bạn thôi đã có thể lắp đặt ngon lành một chiếc xe. Nên là khách hàng ở xa ấy, mà mua hàng thì không cần phải lo lắng về cái vấn đề là mua nguyên hộp về, nguyên thùng về thì lắp có khó không. Thì mình bên mình đã có một clip hướng dẫn tỉ mỉ, chi tiết, và bất kỳ ai cũng có thể lắp đặt được một chiếc xe như này. Đây là chiếc xe mà có thể nói là trên Amazon và các trang thương mại điện tử mà bên châu Âu ấy, người ta mua rất là nhiều, bởi vì cái kiểu dáng nó khá là phù hợp với các chị em hay là các bác trai mà gọi là muốn mua về đi lại nó an toàn ấy, thì rất là đẹp, hợp, gọi là cái dòng xe dành cho mọi lứa tuổi. Và thiết kế này thì không cần phải chiều cao hay cân nặng gì để đi được đâu, mà hầu như là tiêu chuẩn nào cũng có thể đi được, rất là hay đúng không ạ? Đây, phuộc trước phuộc sau này, phuộc trước này, yên thì yên êm này, đây đúng không ạ? Có pin nó nằm đây, các bạn tháo rời đưa vào nhà sạc được này. Nếu các bạn ở chung cư ấy, các bạn đi làm về mà tháo cái quả pin này đưa vào nhà sạc rất là hay, rất là đơn giản đúng không ạ? Shimano 7 số này. 7 số này là 7 tầng lip này, các bạn hết pin các bạn có thể đạp mà chỉnh số để đi phù hợp với cung đường của mình. Ví dụ như leo dốc hay là đi đường bằng phẳng như nào, các bạn tùy chỉnh vào số 1 đến số 7. Đấy. Tất cả đều có. Màn hình của nó thì khá là dễ sử dụng này. Nó có luôn cái bộ sạc cùng với bộ sạc trên trên khung xe, tức là đồng nghĩa với các bạn là đang đi ấy, nếu mà gắn thêm cái bộ sạc pin nữa thì mình có thể ghim điện thoại ở đây và có cả đi cả sạc, khá là thông minh đúng không ạ? Nó chỉ có số 1, số 2, số 3 thôi. Số 1, số 2 là trợ lực, số 3 của nó thì là đi vặn ga. Đúng không ạ? Rất là thông minh. Nói chung là mình thấy một chiếc xe trợ lực bây giờ cái số tiền bỏ ra tương đối thì nó cũng cao. Tuy nhiên thì
Dưới 20 triệu mà đi một chiếc xe nó đầy đủ các tính năng và đảm bảo an toàn như này thì không có một cái gì mà chúng ta lại không xuống tiền để mua cả, đúng không ạ? Xu hướng của tương lai thì không có lý do gì để hiện tại mà các bạn không sử dụng cả, đúng không? Mình mua trước thì dùng trước thôi, mua sau thì dùng sau thôi. Lắp đặt xong xuôi thì mình sẽ quay ngược xe bên này để các bạn có thể xem chi tiết hơn, và cũng như cameraman sẽ đi lại gần để xem chi tiết các sản phẩm, chi tiết của sản phẩm. Linh có thể lắp đặt giúp anh cái bộ chân trống này, đang quay unbox em đây, cái bộ pedal đâu nhỉ, chân trống này, đây chân trống đây đấy. Hai bạn lắp thì sẽ nhanh hơn, đúng không ạ? Để cho clip của chúng ta có thể rút ngắn hơn. Đây. Cameraman trong quá trình các bạn kỹ thuật lắp thì có thể lại xem này. Đây là màu xanh này. Có chữ ADCE, Oasis này. Viết tắt là của nó là ADO nhé. Logo của ADO này. Đây là cái ổ khóa để mình có thể tháo pin, và chìa khóa thì nó nằm ở đây. Nó cho một cái secure nữa, đúng không ạ? Còn đây là bộ số Shimano, 7 số của Shimano này. Đấy, mình di chuyển số lên xuống này. Đấy, 7 tầng lip nó nằm ở đây. Đúng không ạ? Gác baga này thì trọng tải lên tới hơn 150kg. Các bạn nhìn là biết rồi, đúng không ạ? Nó khá là chắc chắn và thiết kế luôn trong xe. Tức là mở hộp ra các bạn không cần phải lắp ngoài nữa mà nó có luôn. Cái yên xe nó thiết kế này, nó sẽ có một cái lỗ ở giữa này này. Đúng không ạ? Đây là chiếc xe mà thiết kế để cho các bạn đi làm sao mà không bị đau cột sống. Các bạn nhìn nhỏ như này thôi nhưng mà mình đi như này nó sẽ không bị đau cột sống. Đây cái này là cái đèn chiếu hậu. Đèn chiếu hậu này thì các bạn dùng pin chữ A thôi. Tức là lúc hết thì các bạn thay thôi. Nó khá là đơn giản, không có gì phức tạp cả. Và chiếc bánh của con này thì bánh là 26 in. Bánh 26 in thì làm cho chúng ta di chuyển trên đường nó sẽ thanh thoát hơn, và cảm giác như là đi thể dục cũng được, mà đi đâu cũng đi điện cũng được, đúng không ạ? Và chiếc xe này thì nó có 3 chức năng. Đây, mình có thể các bạn muốn đi không dùng điện là đi số 0 là đạp thường, đạp bằng cơm, đúng không ạ? Còn dùng số 1 nhá. Số 1 thì các bạn di chuyển là trợ lực, nó sẽ trợ lực cho mình khá là yếu. Đấy, tức là mình phải đạp nhiều hơn. Số 2 là số dùng điện nhiều hơn đạp, đồng nghĩa với việc các bạn đạp sẽ nhiều hơn là điện, đúng không ạ? À quên, điện nhiều hơn là đạp. Và số 3 là số vặn ga, các bạn không cần phải đạp, không cần phải gì, vặn ga là đi, đúng không ạ? Vâng, và đèn thì đây. Đèn thì các bạn nhìn là thấy là có nút bật đèn đây này, ở dưới này. Tay lái nó có một nút bật đèn đây này. Đấy, bật đèn này. Đấy, ok chưa? Chuông thì chuông này thôi, chuông là chuông, nó thuần với một chiếc xe đạp để nó xuất vào châu Âu thì nó không thể nào làm chuông điện được. Cho nên là xe đạp nhiều người hỏi tại sao không dùng chuông điện. Chuông điện thì nó sẽ không đạt theo tiêu chuẩn của châu Âu. Tiêu chuẩn châu Âu thì nó khá là khắt khe về cái vấn đề ô nhiễm tiếng ồn. Cho nên là anh em lưu ý cho mình là người ta sẽ không làm nhiều còi điện đâu. Còn cái chiếc xe này là động cơ 500W thì theo như mình tìm hiểu ấy thì là nó sẽ, nếu mà để bán vào châu Âu thì người ta sẽ ghi ở động cơ là chỉ 250W thôi. Còn khi mình bên mình phân phối ra thị trường thì bên mình sẽ unlock theo yêu cầu của khách hàng là động cơ nó sẽ lên 500W là con này. Và mình sẽ di chuyển quay ngược sang bên này để các bạn xem. Đây là một chiếc xe hoàn chỉnh và vừa unbox xong. Đây là màu xanh, và trên thế giới thì bên mình đây là đơn vị đầu tiên unbox cái chiếc xe này. Các bạn có thể xem bất kỳ ở đâu thì bên mình sẽ là đơn vị đầu tiên nhé. Chưa có đơn vị nào vì bên mình đã đặt cái màu này và thiết kế có một tí gì đấy nó rất là riêng của cửa hàng. Vì hệ thống của bên mình sẽ phân phối dòng này một số lượng rất là lớn trong tương lai. Hy vọng là các bạn có thể ủng hộ cửa hàng xe đạp điện trợ lực ở Hà Nội là 109 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội, và ở Sài Gòn là 243/34 đường Tô Hiến Thành, phường 13, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Bên mình bảo hành tất cả các lỗi do nhà sản xuất trong vòng 15 tháng. Và nhiều anh em có hỏi là cái quả pin này thì sử dụng như nào. Mình xin giải thích các bạn luôn là pin này là pin lithium. Tức là dùng xe theo đúng là chu kỳ sạc, là 600 chu kỳ sạc thì bắt đầu nó mới yếu pin. Thì trên 3 năm với người đi thường xuyên thì quả pin này các bạn thay, nó chi phí thay sao pin nó rơi vào tầm khoảng 2-3 triệu đồng là trên một lần thay.
Và thay thì khá là đơn giản, bất kỳ thợ nào về thay pin laptop hay là ra cửa hàng laptop mà các bạn chuyên pin ấy, các bạn thay cái cell của Samsung hay Panasonic rất là đơn giản. Gọi là cái quả pin này là vấn đề nhiều người lo, nhưng yên tâm, đã có phương án xử lý và nó rất là đơn giản. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video unbox một chiếc xe mà có thể nói là có thiết kế rất là Việt, đúng không ạ? Rất là Việt, nhìn tổng thể mình thấy gọi là không có gì để chê về cái thiết kế cả. Nhìn thì nó trông cũng không phải là to mà cũng không phải là nhỏ, nhưng mà nhìn nó cảm thấy có gì đấy nó giản đơn, nó classic, nó cổ điển một tí gì đấy ở trên chiếc xe này, đúng không ạ? Và cái màu xanh này thì nó lại tô điểm thêm cái cổ điển đấy. Những ai đã mua xe cái dòng xe này thì chắc là hầu như ai cũng khen cả, đúng không ạ? Vì là mình thấy là lực cách lên xe cũng không cần phải quá chiều cao đạt tiêu chuẩn như nào cả. Với lại lứa tuổi cũng gần như là người ta cũng, chiếc xe này không cần phải lứa tuổi bao nhiêu cả, đúng không? Mình thấy là khá ok. Còn có thể nâng lên hạ xuống cái này nữa này, đúng không? Tùy chiều cao đó. Đấy. Ok. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video unbox chiếc xe Ado A26 FXE màu green đầu tiên tại Việt Nam. Thank you.